Ví dụ đầu tiên. Ví dụ số 1. Cho các số liệu thống kê về sản lượng chè thu được trong một năm. Ở đây là kg trên sào của 20 hộ gia đình. Đây là bảng đây. Đề bài yêu cầu chúng ta làm gì? Lập bảng phân bố tần số tần suất. Cái này không khó rồi, đúng không? Thì ở phần bài số 1 liên quan đến bảng phân bố tần số tần suất chúng ta đã làm rất là nhiều rồi. Bây giờ chúng ta sẽ áp dụng cái vào giải quyết ví dụ 1 luôn nhá. Đối với phần A, bảng phân bố tần số tần suất đầu tiên đó chính là giá trị. Tiếp theo đó là tần số. Và cuối cùng đó là tần suất. Ok chưa? Giá trị ở đây, thầy sẽ kẻ bảng ra đã. Giá trị ở đây là gì? Thấp nhất. Thấp nhất là bao nhiêu? 111, đúng không? 111 này. Chúng ta sẽ đếm luôn là tần số là bao nhiêu? 111. Một anh. Chỉ có một thôi, tần số là một. Tiếp theo, 112. 112. Một này, hai này, ba này. Có ba. Tiếp theo 113. 113. 1 này, 2 này, 3 này. 4 này. Đấy, có 4. 114. 114 thì à? Anh này 0 0 0 này, 1 này, 2 này, 3 4 này, 5 này. Có 5. 115. 115 thì sẽ là gì? 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, lại có 4, tần số là 4. Tiếp theo 116. 116. Không có 0 này. 1 này, 2 này. Đúng chưa? Và cuối cùng là 117 đúng không? Không có cao hơn 117. 117 đây. Chỉ có một anh này thôi. Đấy, có một. Chúng ta đếm lại xem là đủ 20 chưa? Cộng vào 4 này, 8 này, 13 này. 13, 4, 17, 19 và 20 vừa đủ, đúng chưa? Tần suất. Tần suất thì ở đây